Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Tôi là Nông Văn Truyền. Và trong video này hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm những ngôi nhà sàn của người dân tộc Mông ở vùng miền núi. Nơi đây xem thế nào nha. Xem nhà sàn của người Mông nó khác khác nhà sàn với của người Tày, người Mường hay là của những dân tộc khác nha. Đây là một góc của xóm Hồi Tơ ở một huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Ở dưới kia thì đại đa số là nhà của người dân tộc Mông hết. Cái xóm này là người dân tộc Mông hết. Có một số nhà thì nhà gỗ nhưng mà không phải là nhà sàn. Có một số là nhà sàn. Hôm nay cùng tôi đi thăm nhà sàn người dân tộc Mông nha, xem mà có cái khác gì. Đi chơi thôi. Mình xuống đây đi nha. Đây là cái rẫy của họ vừa phát xong. Rồi, trước mặt các bạn là một cái nhà sàn. Ta cùng đi xem nhé. Lúc này chúng ta đứng ở trên nhỉ, vừa xuống này. Hôm nay có dụ gió mùa đông bắc về, trời rất gió. Đây là chuối bay không? Rồi, đến đường rẽ vào nhà, một cái nhà đây rồi. Chúng ta cùng vào xem nhé. Gió kìa, gió mùa đông bắc về là chuối bay mầm. Rồi đến rồi. Đấy, nhà sàn người Mông đây. Đấy, đây là nhà sàn đây. Đó, nhìn cơ bản cũng giống như nhà sàn của người dân tộc Tày đấy nhỉ. Đằng sau nhà đây là đằng sau nhà củi này, dân đây để củi. Trên thì được bưng ván, trên được ván, tầng dưới thì còn lấy cái tre về quây nhà. Trong này chắc là đang có lũ trẻ con, lũ con của nhà này đang đá bóng, đang chơi á, đá bóng nha. Chứ nó đá bóng. Sàn này lợp gì mà nát hết rồi này. Đấy. Đấy là tầng trên đã phơi quần áo này. Nhìn cơ bản cũng giống nhà sàn của người Tày nhỉ. Vây với hết. Đây là người phụ nữ Mông đang đi lấy củi về sao. Béo vịt mỏ. Béo vịt mà. Có hải. Bất đồng ngôn ngữ không biết nói. Mình nói tiếng Tày người ta chỉ nói nghe tiếng Mông thôi. Xem mặt bên này nha. Xem ngôi nhà này thì hình như không được sạch sẽ lắm, không được gọn gàng sạch sẽ lắm. Trong này chắc là các con của ngôi nhà này đang đá bóng. Vây vào hết cái cầu thang lên nhà để trong kia cơ. Đây là cầu thang lên nhà. Đây dưới sàn nhà mấy trẻ đang chơi đấy, trẻ miền núi đấy. Úi ồ, úi ồ,
sàn nhà là bắn luôn. Nhà mấy đứa này ra được nhà đây hẳn một đứa rồi. Đây là ngoài nhà. Những gia đình có cái ao đây. Rồi, đây là một trong những số những ngôi nhà của người dân tộc Mông đây. Ta đi xem nhà khác nha. Ở bên kia mấy nhà nữa, đi sang bên kia nha. Góc kia cũng vài nhà nữa. Đẹp miền núi, những ngôi nhà toàn chuối. Rồi, vào xem cái nhà này nha. Nhà thứ hai nha. Không biết có ai ở nhà không. Nhà trẻ mà. Đây là váy của người phụ nữ Mông này. Phơi ngoài. Kho để củi. Vâng, và đây là cái nhà sàn của người đồng bào Mông. Quay lên nhá. À, cái nhà này bên dưới cũng được vây vào. Cái tre vây vào. Sàn trên là tầng thứ hai. Nhà này chắc không có người nhà rồi. Mình chỉ quay ở ngoài thôi. Nếu mà có người ở nhà thì mình có thể xin phép và chơi quay trong nhà. Điều này ta xem ở ngoài đấy nhá. À. Không thấy ở nhà. Tiếp tục cái mít. Rồi xem góc khác nào. Đó, nhà sàn đấy. Tầng dưới thì người ta lấy tre bổ tre ra đào vào. Trên là được bưng bằng gỗ. Các bạn lưu ý nhé, ở đây thì chưa có cái công trình nào gọi là kiên cố cả. Cái vòi nước thì tự chảy cắm từ trên rừng về đấy. Đường vào nhà thì mùa mưa này bẩn này đây. Chưa có công trình vệ sinh kiên cố. Chuồng trại thì cũng đều bằng gỗ hết. Chưa có bể nước. Nhà có thể bằng gỗ. Rồi mình đi xem cái nữa nha. Cái trên này nha. Cái này nhìn có vẻ là rất là đẹp đây. Mới đây. Cái tầng dưới được bưng bằng ván. Và tầng trên thì có song rất là đẹp. Nhà này là nhiều gỗ lắm đây các bạn ạ. Nhà trẻ mà. Có lẽ cũng không ai ở nhà. Mùa này họ đi làm đồng hết rồi, đi phát nương, phát giấy. À, bên này chắc là nhà bếp này. Nhà bếp cũng là nhà sàn nha. Đấy, nhà này có vẻ mới đây. Được bưng kín. Tầng trên còn được làm xong, được làm xong giống như xong cửa sổ hiện đại đấy. Nhìn thì cũng giống nhà sàn người này thôi nhỉ. Rồi đây là mặt bên này nhỉ. Bạn thấy sao? Được, ngôi nhà sàn này đẹp ấy chứ. Đấy. Nhà đèn mới. Đấy. Được pro. Bột yến. Bưng ván. Bên này nha. Đặt bên này nha. Đấy, nhà này hoành tráng hơn những so với hai cái nhà này đúng không? Không có người ở nhà nên mình chỉ quay ngoài thôi. Nếu có người ở nhà thì mình xin phép họ vào trong nhà họ quay không có gì nhỉ.
Nhờ to nó rộng đấy. Bên dưới bưng hết. Đây, cái chỗ này là nhà nhà bếp. Nhà bếp cũng dựng sàn này. Nhìn thế này mới dài các bạn ạ. Đây. Nhà mà nhà gỗ mà như thế này là nhiều gỗ lắm đấy. Nhiều tiền lắm đấy các bạn. Tiền mua cột mua ván là không phải rẻ đâu. Rồi chúng ta đi xem cái nữa nha. Rồi, tiếp tục cái nhà thứ tư. Hai vợ chồng vừa cày ngô rẫy xong hả? Anh ở trên kia nhìn thấy đang cày. Đi xem cái nhà thứ tư nha. Sàn thứ tư, cái mông. Quay nhà sàn người mông tí xem mà có giống nhà sàn người Tây không? Không đẹp như người Tây á? Chắc thế nhỉ? Không phải đâu, nhà sàn nhiều gỗ là đẹp rồi. Đó, người Tây nó có nhiều máy móc hơn thì nó làm đẹp hơn nhỉ. Đấy. À, cái nhà này có vẻ cũ hơn. Đấy, hai vợ chồng họ chào tôi. Đấy. Hai vợ chồng ở nhà này. Đấy. Nhà này thì xung quanh nhà được cất chất đầy củi. Rồi vào bên trong xem nhá. Ý à, sàn dưới thì làm gì? Sàn dưới à? Ồ, bằng này củi chắc là đun hết năm không à? Năm đấy nhỉ? Nè, bên dưới này. Nhà giờ bao nhiêu cột đây? 52 cột. Thang. Đúng nhà sàn người Tây thôi nó. 52 cột nghiến. Ở nhà nuôi bồ câu á. Sắt nữa. Đấy, đấy là ở dưới sàn tầng 1 của cái nhà sàn người dân tộc Mông. Còn cái này còn dùng không đấy? Đúng mà. Đó. Cái này vẫn còn dùng mà. Để nghiền ngô đấy nhỉ. Cái này nguyên ngô của ngày xưa đấy. Ngày Vẫn. xưa tao dùng cái này để sắt làm mềm mén thôi. Chưa có máy sắt phải sắt cái này đấy nhỉ. Hai cục đá này bây giờ tìm không có đấy nhỉ, Hiếm hiếm. em có hai đôi mà, còn một đôi À, kia. kia. Ê, cái cúi đá ấy. Đây qua Mấy đi nghìn xem đây. cho em nhé. Cái này để nghiền ngô này là mèn mèn đấy. Không? Người dân tộc Bào, dân tộc Mông lên đây. Lên nhà xem nha. Quần áo này. Vừa nãy ra sàn luôn nhé. Một cái cửa tận đông này. Bình thường là nhà sàn của người ta lên đây thì là có cửa vào đây luôn. Cái nhà này hình như là bên kia.
kìa, trước khi vào ra xem sàn nhà chứ nhé. Đây. Đây sàn nhà để phơi cái ngô đấy. Đấy, nhà sàn đồng bà Mông đây các bạn ạ. Đúng là pro. Nhà này chắc cũng làm khá lâu rồi. Đây là tầng trên, còn bên dưới chúng ta vừa xem. Các bạn nhà xem nhé. Ồ, tối thế. Nhà có điện không? Nhà có điện không? Bật lên đi. Bếp. Ồ, quần áo không khô. Mấy hôm nay không khô là phải vào lấy vào đây phơi hết á. Cái này điện nước á, chứ phải điện lưới đâu phải không? Điện lưới chứ. Đấy, nhà sàn của người Mông đây. Bên trong là những cái buồng. Buồng. Hơi tối đấy các bạn nhìn. Tối chút. Quay này này. Đấy. Những cái phía mé bên này là buồng. Tối chút. Biết chị em đã buồn. Rất tiếc vì tối quá nhỉ. Nếu mà cầu bóng điện ở đây cao hơn thì sẽ nhìn rõ hơn. Đây là một trong những mẫu nhà sàn điển hình của người dân tộc Mông ở xã Sơn Lộc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với các bạn như vậy nhé. Tạm thời thế. Video hơi dài. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi để tôi có động lực làm video nhé. Quay những cái video chia sẻ về cuộc sống của người đồng bào Mông của tỉnh Cao Bằng này. Bào Tài Giao hoặc là những cái nét văn hóa của người miền núi để chia sẻ cho các bạn xem, cho các bạn người miền xuôi, người nước ngoài xem. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại nhé, bye nhé.